Sacos, wherever you go. Sacos, thương hiệu vali, ba lô, túi xách cao cấp từ Mỹ. Tôi rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thử thách bất ngờ. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện được phát sóng vào khung giờ rất quen thuộc 21:15 tối thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV9. Và xin được cảm ơn nhãn hàng vali, ba lô, túi xách cao cấp Sacos đã luôn đồng hành cùng chúng tôi. Và kính thưa quý vị, tiếng Việt của chúng ta bao đời nay thì vốn dĩ luôn đặc sắc rồi đúng không nào? Không chỉ đẹp về mặt câu từ nè, hài hòa về mặt âm sắc và còn phong phú về mặt ngữ nghĩa. Vì đôi khi chúng ta chỉ cần bỏ đi một âm tiết hay là thay đổi một chút xíu âm tiết thôi thì câu văn của chúng ta đã mang những ý nghĩa khác nhau. Và ngay ngày hôm nay, ngay tại sân chơi của Thử thách bất ngờ, bốn người chơi vừa là đồng đội vừa là đối thủ, họ sẽ cùng trải qua những cảm giác mới lạ trên sân chơi tuyệt vời này. Và họ sẽ cùng nhau vượt qua những câu hỏi của chương trình để giành lấy giải thưởng lên đến 45 triệu đồng. Và bốn người chơi của chúng ta ngày hôm nay là ai? Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ làm quen với người chơi đầu tiên, đó là ca sĩ Nam Cương. Nam Cường xin chào quý vị, chào Tường Vi. Đây là lần đầu tiên Nam Cường được tham gia của chương trình của chúng ta. Thì Cường đã xem qua chương trình rồi. Nó khó lắm. Bởi vì có những cái mà gọi là đã học qua quá lâu rồi. Hồi mình đi học phổ thông á, nhiều khi học phổ thông mình còn làm điểm sai tả. Đúng rồi, sai nữa. Không sao, người ta đã nói là sân chơi thôi chứ không phải là thi thố, cái gì căng thẳng nên thả lỏng ra không nha. Không có đâu, thi á thì chỉ có mình với cô biết điểm thôi. Còn đây là cả nước biết điểm. Không sao, bây giờ chưa gì hết mà hả anh Nam Cường cảm thấy hơi khớp rồi. Bây giờ mình sẽ cùng gặp gỡ cả ba người chơi còn lại để xem họ đang chuẩn bị tâm lý như thế nào nha. Và xin mời người chơi ở vị trí tiếp theo, đó chính là diễn viên Đông Nghi. Xin chào cô bác xa gần, Trần Chi không mở TV xem đài, thi tài thử thách bất ngờ, đôi lời giới thiệu quý vị chờ trong. Em tên Nghi, họ Huỳnh Lắc Đông, tuổi đôi 2, sinh năm đôi 9. Kính chúc quý vị xem đài thưởng thức thi tài và yêu thương em. Trời ơi, mới vừa ra là một tràng luôn rồi đó, là thấy là tinh thần người ta đang thoải mái lắm rồi nè. Không mẹ, chứ em run lắm chị. Em thường là em nói rất là nhiều nhưng mà em nói gì cũng sai ngữ pháp nên em rất là sợ luôn. Nhưng mà hồi nãy giờ là chuẩn bị cái bài giới thiệu đó bao lâu rồi? 3 ngày rồi chị. Có nghĩa là cứ mỗi lần mà chơi game show hay chương trình nào đó là phải chuẩn bị trước 3 ngày hết. Dạ đúng rồi. Trời ơi, một bầu trời thơ văn lai láng luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ người chơi vị trí tiếp theo. Xin mời diễn viên Nguyễn Lê Bá Thắng. Xin chào tất cả quý khách thương thương của chương trình. Thì hôm nay Thắng đến đây, Thắng cũng rất là hồi hộp. Em biết được anh Thắng đang run luôn á. Mình chào quý khán giả mà anh chào quý khách luôn. Thôi bây giờ nè, người chơi tiếp theo ở vị trí cuối cùng đó chính là diễn viên Hồng Vân. Em là hoa cúc măng non lớn lên ở quận Bình Tân. Bình Tân thì có Hồng Vân. Đi thi thử thách bất ngờ ghê chưa? Ủa cái này là có dần không? Ghép một chút chỗ này, ghép chút chỗ kia, từ Bình Tân qua Bình Thạnh rồi này kia nó vòng. Ủa rồi cái đoạn đó em chuẩn bị trong bao lâu? Dạ tối hôm qua. Tối hôm qua, bên đây là 3 ngày, bên đây là tối hôm qua. Bên đây là giống như chia phe rất là rõ ràng. Rõ luôn. Phe nữ thì là văn chương rất là lai láng. Bình thường thì cả bốn người chơi của chúng ta có dễ gọi là bị va vấp chính tả không ạ? Thường thường trong cuộc sống mình á, mình nói rất là nhiều nhưng chưa chắc mình đúng ngữ pháp. Tại vì nó thuộc về yếu tố vùng miền nữa. Mà được cái là Cường với anh Thắng á, là cùng người miền Trung, người Đà Nẵng, cùng ở chung một cái phường luôn. Ủa? Đồng hương giống nhau. Nhưng quan trọng là chơi vui là chính. Thì bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng đầu tiên, vòng khởi động được mang tên Biệt đội ngôn ngữ. Đến
với vòng thi được mang tên Biệt đội ngôn ngữ. Vòng 1 có tên Biệt đội ngôn ngữ. Người chơi tham gia một số thử thách để xem khả năng ngôn ngữ tiếng Việt của mình. Vòng này không tính điểm. Và sau vòng này, mỗi người chơi được tặng 10 điểm ngôn ngữ. Chúng ta sẽ có 3 lượt chơi và sẽ theo tuần tự lượt. Ai xung phong lên trước thì bây giờ Vi cho xung phong lên trước luôn nha. 3 lượt. Và chỉ cần là viết đúng cái từ mà theo đề bài Vi đưa ra thôi, rất là đơn giản. Và mỗi lượt chúng ta sẽ loại đi một người. Người chiến thắng cuối cùng sẽ được 10 điểm ngôn ngữ của chương trình. Wow. Đó, 10 điểm hả? Dữ dội lắm đó nha. Cho nên là ráng nha. Bây giờ chúng ta sẽ thi theo lượt bên nào qua? Em nghĩ là Kính Lão Đắc Thọ, ông mời chú ạ. Nụ cười đã tắt đằng sau nước mắt. Rồi ok, Thắng sẽ chơi trước. Vậy là bây giờ theo thứ tự từ anh Bá Thắng qua nha. Và lượt đầu tiên sẽ là hãy viết tên loại trái cây bắt đầu bằng chữ N. Xin mời. Viết nha, viết. Năm. Chết rồi. Bốn. Ba. Hai. Một. Hết giờ. Về. Về về. Lượt thứ hai không biết là mình có đi từ chú Thắng nữa không ạ? Sao cũng được. Bây giờ coi như là chú Thắng là lớp trưởng của chúng ta ngày hôm nay. Và lượt tiếp theo, hãy viết tên thức ăn bắt đầu bằng chữ M. Một. Thua. Qua đây chơi luôn anh. Bây giờ ai trước? Ở chú nhường con nha. Trời, con muốn lên trước đúng không? Để con chạy lên cái xong rồi về suy nghĩ nữa. Lượt cuối cùng, hãy viết tên vật dụng bắt đầu bằng chữ T. Thâu. Yeah. Rồi, lớn lẹ, lớn lẹ. Chị tuyên dương em. Tại vì em nghĩ mà coi như là quá nhanh luôn, không kịp mà chạy với đôi giày cao gót của em. Chị lo mà em đi em chạy em té luôn á. Nhưng mà không sao, nhờ đôi giày cao gót ngày hôm nay mà em già chân ra nhanh hơn, chiến thắng và giành được 10 điểm ngôn ngữ của chương trình. Yêu cả lớp. Bây giờ phạt cái gì đây? Chờ xem nha. Và hình phạt đầu tiên của chương trình, bây giờ em có thấy tấm gương đó không ạ? Dạ em thấy. Và yêu cầu của người thắng cuộc là gì? Em có thể đưa ra yêu cầu. Tại vì là bạn nữ khá là cá tính, nên là em muốn thử thách cho bạn là bạn phải điệu đà. Thời gian dành cho em bắt đầu. Con diễn... mèo ngu ngốc đáng yêu. Bếp bò 2K3, xin chào mấy anh chị. Thôi tạm chấp nhận đi. Tạm chấp nhận. Em chấp nhận cái sự điệu này của bạn. Rồi, bây giờ hồi nãy là điệu đà rồi đúng không? Bây giờ em muốn anh Thắng làm cái gì cho em vừa lòng nè. Vậy thì bây giờ em muốn coi cái mặt sâu thẳm giận dữ của anh như thế nào. Em ơi, lên đây, lên đây với anh nè. Lên luôn. Em, bây giờ em sẽ làm gương. Anh sẽ là người làm cho tấm gương phải cảm nhận sự giận dữ của anh. Dạ. Em biết vì sao không? Em biết vì sao không? Em biết vì sao không? Rồi, nó giật mình rồi đó. Em sợ đi, không được đâu. Làm gì cả. Rồi, về. Rồi, xin mời anh Thắng về vị trí ạ. Và người chơi cuối cùng, bây giờ em muốn anh Cường làm gì? Hồi nãy giờ em bị sợ á chị, em bị căng thẳng. Bây giờ em muốn một sự hài hước. Em muốn là anh Cường làm sao cho em vui, vui thiệt là vui, không vui không về. Đó, bây giờ là cho vui nha. Rồi, lên đứng trước mặt anh Cường luôn. Đó. Em có thể nhắm mắt lại không? Nhắm thật kỹ nha. Tiện lên là cười rồi đó. Rồi. Em quá dễ dãi. Cho nên hả là cái phần thử thách trôi qua cũng quá nhẹ nhàng đi.
thì Vi cũng sẽ tặng cho cả 4 người chơi của chúng ta mỗi bạn được 10 điểm ngôn ngữ. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với vòng tiếp theo được mang tên câu hỏi ngôn ngữ. Đang quay trở lại với vòng 2 của chương trình được mang tên câu hỏi ngôn ngữ. Vòng 2 có tên câu hỏi ngôn ngữ. Sẽ có 5 câu hỏi về chính tả và ngôn ngữ. Khi MC đọc câu hỏi, người chơi ghi đáp án vào bảng và đưa lên để trả lời. Với mỗi câu hỏi, người chơi có 20 giây để suy nghĩ và đưa ra đáp án. Cách tính điểm như sau: nếu đúng, số điểm được bảo toàn. Nếu sai hoặc không ghi kịp đáp án sẽ bị trừ 1 điểm. Và câu hỏi đầu tiên của chúng ta sẽ là một câu hỏi liên quan đến lời của một bài hát. Cho nên là mọi người chú ý đến những từ ngữ trong bài hát này nha. Và ngay bây giờ xin mời mọi người cùng hướng mắt về màn hình. Bầu sáng pha rạch miếu, nhu chở giữa nhân nhân. Chị Trúc Giang đang chờ hay về, cù lao ốc trăng mơ. Tức bàn chân câu hỏi của chương trình như sau: hãy kể tên những địa danh được nhắc đến trong đoạn nhạc Phải Lòng Con Gái Bến Tre, thơ Luân Hoán, nhạc Phan Ni Tấn. 20 giây bắt đầu. Và xin mời anh Bá Thắng đọc những đáp án của mình. Ba Tri, Rạch Miễu, Cù Lao với Trúc Giang. Ba anh Tri, nhớ Rạch Miễu, vậy thôi Cù đó. Lao, Trúc Giang. Xin mời Đông Nghi. Em nghe được hát là Bầu Sang Phà Rạch Miễu, rồi Cù Lao, Ấp Trăng Mơ, rồi ở trên là có cái gì đó Trúc Giang á. Sau cái em cũng không nhớ rõ là tỉnh hay gì nên em cứ ghi Trúc Giang. Và xin mời anh Nam Cường. Phà Rạch Miễu, Chợ Giữa, Trúc Giang và Cù Lao Ốc. Bài hát này anh có thuộc không? Cường có hát rồi. Có hát rồi. Dạ. Coi như là đây là lợi thế luôn rồi. Nhưng mà thực ra thì bây giờ bị hỏi thuộc từ đầu đến cuối không thì không thuộc được. Tại vì là lâu quá không hát lại á. Nó có 4-5 lời lần, nó dễ bị lộn với nhau lắm. Hồng Vân ơi, hình như đáp án của mình hơi bị ít hơn so với mọi người ha. Tại em nghe được có nhiêu đây à. Cái từ của mình là phà rạch gì ta? Dạ rạch miếu. Rạch miếu hay là rạch miễu? Em nghe là rạch miếu. Và với câu hỏi đầu tiên này thì chắc là người lợi thế nhất vẫn là anh Nam Cường, tại vì đã từng trình diễn qua ca khúc này rồi. Cho nên anh được bảo toàn số điểm, xin chúc mừng. Cả 3 thí sinh còn lại thì các bạn đều bị trừ 1 điểm, rất tiếc ạ. Và trong đoạn nhạc Phải Lòng Con Gái Bến Tre đã nhắc đến những địa danh đó là Phà Rạch Miễu, Chợ Giữa, Trúc Giang và Cù Lao Ốc. Phà Rạch Miễu là bến phà trước đây nối hai tỉnh Bến Tre và Tiền Giang. Chợ Giữa, xã Phú Hưng, cách trung tâm thành phố Bến Tre là 3 km. Trúc Giang là một quận của tỉnh Kiến Hòa cũ, bao gồm nhiều xã, phường thuộc thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành ngày nay. Cù Lao Ốc là khu du lịch Cồn Ốc, còn gọi là Cù Lao Ốc, thuộc xã Hưng Phong, huyện Dòng Trơm, tỉnh Bến Tre. Và câu hỏi số 2 của chúng ta sẽ là câu hỏi dưới dạng trắc nghiệm. Câu hỏi có nội dung như sau: trường hợp nào sau đây viết đúng chính tả khi diễn tả vẻ bận rộn vội vã? A. Lăng xăng. B. Lăng xăng. C. Lăng xăng. D. Lăng xăng. 20 giây bắt đầu. Và đáp án của anh Bá Thắng. Lăng xăng. Lăng xăng. Đồng nghi. Lúc đầu em cũng nghĩ là lăng xăng, nhưng mà em nghĩ là chương trình không có dễ qua ải vậy đâu. Không lẽ em đọc sao viết vậy đúng không? Em nghĩ là lăng xăng. Còn anh Nam Cường ạ? Cường nghĩ là lăng xăng A.
giống anh Bá Thắng. Hồng Vân. Còn em là em chọn C, lăng xăng. Tại sao? Tại vì em thấy là nói thuận miệng thì nó là như vậy. Và đáp án chính xác đó chính là đáp án C. Hồng Vân, bạn được bảo toàn số điểm. Và ba bạn còn lại đều bị trừ 1 điểm ạ. Lăng xăng là diễn tả một cái điệu bộ mà kiểu mà chạy tới chạy lui, lăng xăng quá, làm gì mà lăng xăng quá vậy. Và chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 3. Câu hỏi số 3 là câu hỏi dưới dạng điền và chỗ trống. Và câu hỏi có nội dung như sau. Điền từ còn trống trong câu thành ngữ sau: ăn một chấm chấm chấm, phẩy, chạy ba quãng đồng. 20 giây bắt đầu. Xin mời đáp án. Và xin mời anh Bá Thắng đọc đáp án của mình. Ăn một bát cháo, chạy ba quãng đồng. Anh đã từng nghe qua câu này chưa? Cái này thì người miền Bắc người ta sử dụng nhiều. Còn Đông Nghi? Em thì em không biết câu này, nhưng mà em đọc nếu mà thuận miệng với lại miền của em, miền Nam trong này thì thường hay đọc là ăn một chén gạo chạy ba quãng đồng. Ủa nếu mà ăn được gạo ăn được gạo ăn được luôn hả? Gạo phải ăn. Đúng không? Và anh Nam Cường? Tôi cũng là ăn một bát cháo chạy ba quãng đồng, kiểu như là ngày xưa người ta hay nói là mà ăn ít mà làm nhiều á. Giải thích luôn câu. Và Hồng Vân? Em thì em chọn là ăn một bữa cơm chạy ba quãng đồng. Câu này thì em có nghe qua rồi, nhưng mà em không nhớ chính xác cái từ của nó. Cái em nghĩ là chắc người ta ăn cơm xong người ta ra đồng người ta đi làm. Đáp án chính xác của chương trình đưa ra đó chính là ăn một bát cháo chạy ba quãng đồng. Và với câu hỏi này thì anh Bá Thắng và anh Nam Cường được bảo toàn số điểm. Đông Nghi và Hồng Vân các bạn bị trừ 1 điểm. Và cũng giống như lời giải thích của anh Nam Cường, đó là ăn một bát cháo chạy ba quãng đồng chỉ việc không đáng làm, để đạt được việc nhỏ phải bỏ công sức quá nhiều. Và bây giờ sẽ là câu hỏi số 4. Câu hỏi số 4 sẽ là một câu hỏi dưới dạng hình ảnh, cho nên là mọi người hãy chú ý lên màn hình để trả lời được câu hỏi nha. Nào, xin mời hình ảnh ạ. Câu hỏi của chúng ta như sau. Hình ảnh trên nói đến câu thành ngữ nào? 20 giây bắt đầu. Giờ xin mời đáp án. Và xin mời anh Bá Thắng đọc đáp án của mình. Lòng lan dạ thú. Lòng lan dạ thú. Nhưng mà thật sự là bình thường họ kêu dạ sói vậy đúng không? Nhưng mà là cái đây không thấy sói. Em thấy thú không? Đông Nghi. Em cũng là lòng lan dạ thú. Tại vì em nhìn lên thấy có củ khoai lang, có thấy chi dạ, cái mới nghĩ là dạ lan. À có mấy thú nữa, lòng lan dạ thú. Rồi. Ủa, đừng hỏi anh ghi cho có thôi, cho có chữ thôi. Thôi không hỏi nữa, đừng hỏi nữa. Chị cũng đừng hỏi em cũng ghi cho có từ rồi. Em đọc đáp án của em lên. Đáp án của em là tụi con ăn khoai nha. Cái tụi nó nói là dạ. Không biết nói gì hơn với hai bạn, chỉ ghi bản cho có. Thì thôi bây giờ trừ được mỗi bạn một điểm trước nha. Lòng lan dạ thú của anh Bá Thắng cũng như là Đông Nghi đã giúp cho các bạn được bảo toàn số điểm. Xin chúc mừng. Với hình ảnh trên thì chúng ta có thể có những câu như là lòng lan dạ thú nè, và giống như anh Thắng nói là lòng lan dạ sói nè, và lan tâm cẩu phế. Đó là những câu tương tự mặt nghĩa giống nhau. Và giải thích với câu này đó là ví tâm địa độc ác, mất hết tính người, tựa như lòng dạ của thú dữ. Và đây là thành ngữ gốc Hán lan tâm cẩu phế, được chuyển dịch sang tiếng Việt để tạo nên cái biến thể Hán Việt. Tiếng Việt là lòng lan dạ thú hoặc là lòng lan dạ sói. Bây giờ câu cuối nè, ráng ghi điểm hết câu này, 4 người coi như là được bảo toàn một lượt luôn nha. Câu hỏi số 5 của chúng ta sẽ là câu hỏi dưới dạng đọc một câu văn. Và xin mời các bạn đọc thật kỹ câu văn sau đây. Linh thường cào nhàu trong miệng mỗi khi gặp chuyện buồn. Các bạn hãy chỉ ra lỗi sai và sửa lại cho đúng. 20 giây bắt đầu. Thank you.
mời đáp án. Và xin mời anh Bá Thắng. Cái chữ là chữ cào á, là chữ U với mà chữ O. Nếu mà đọc đúng là C-O-U. Gì ạ? Cầu nhầu. Đồng ý. Đáp án của em lỗi sai là cào nhầu và sửa lại là cầu nhầu, vì em nghĩ đây là âm từ lấy thì là âm bằng Âu. Và anh Nam Cường. Tôi cũng vậy, cào nhầu thành cầu nhầu. Cầu nhầu. Dạ không, em vâng. Cũng vậy luôn, em cũng là. Ủa? Em không tự tin. Ủa? Không phải, em bị ghi lộn rồi, đáng nhẽ là cào nhầu thành. Ủa? Cả hai từ đều ghi sai hết trơn luôn. Dạ đúng rồi, ý là em bị sai cái âm cuối này nè. Là em phát hiện ra đó là cào nhầu thành là cầu nhầu. Trừ một điểm, cái tội là phân tâm, không tập trung vào đề bài. Và Hồng Vân bạn bị trừ một điểm. Cả ba người chơi còn lại của chúng ta xin chúc mừng các bạn được bảo toàn số điểm ạ. Và đáp án chính xác của chúng ta đó chính là cầu nhầu. Và cái từ này giống như là mình hay nói là cầu nhầu với bạn, rồi làm cái gì mà cứ cầu nhầu hoài vậy đó. Thì lại đây là cái từ cầu nhầu, lần sau lưu ý nha. Và qua năm câu hỏi của chương trình thì số điểm còn lại của các bạn như sau. Diễn viên Nguyễn Lê Bá Thắng, số điểm còn lại của bạn là 8 điểm. Và Đông Nghi, số điểm còn lại của bạn là 7 điểm. Số điểm còn lại của ca sĩ Nam Cường là 8 điểm. Và Hồng Vân, bạn còn lại số điểm đó là 6 điểm. Và chúng ta sẽ đến với vòng tiếp theo được mang tên Câu chuyện ngôn ngữ. Các bạn đang đến với vòng thi được mang tên Câu chuyện ngôn ngữ. Vòng 3 với tên Câu chuyện ngôn ngữ. Vòng 3 chúng ta sẽ có 3 lượt chơi. Mỗi lượt người chơi được bốc thăm một tổ hợp âm tiết. Người chơi phải điền dấu thanh để biến chúng trở thành từ có nghĩa. Sau đó kể tiếp câu chuyện có ý liên kết từ câu mở đầu của chương trình. Mỗi lượt người chơi có 20 giây để đưa ra đáp án. Nếu sai hoặc không có nghĩa thì bị trừ 1 điểm. Nếu đúng thì bảo toàn được số điểm. Và vừa rồi thì chúng ta có 2 người có số điểm cao nhất, đó là 8 điểm, đó là anh Bá Thắng và anh Nam Cường. Bây giờ lượt ưu tiên thì chỉ có 1 thôi. Có ai nhường ai không ạ? À? Nếu mà mình giành cái vị trí đó thì về mình sợ là người anh của mình lên Facebook rồi xong cái bóc phốt mình. Ủa anh Thắng, anh hay vậy lắm anh Thắng. Gấp lửa bỏ tay người. Gấp lửa bỏ tay người. Thôi em bỏ cho anh cái cục lửa đó để anh là người quyết định. Như vậy thì với vòng 3 này, quyền quyết định lượt thứ tự thi sẽ là do anh Bá Thắng. Thì bây giờ anh quyết định thứ tự thi như thế nào ạ? À? Lượt đầu tiên Cường sẽ là thi đầu tiên. Ok. Anh Nam Cường sẽ là người đầu tiên. Vị trí thứ hai sẽ là đây. Đông Nghi, Đến Anh, Bá Thắng và Hồng Vân là kết sổ. Và xin mời các bạn bốc thăm. Và với lượt đầu tiên xin mời anh Nam Cường mở phong bì. Và 20 giây dành cho anh bắt đầu. Xin mời anh đọc đáp án của mình. Giòn giả. Và câu chuyện mà chương trình đưa ra như sau. 3 giờ sáng, Sang giật mình tỉnh giấc vì gặp ác mộng. Sang nằm mộng, nhìn thấy tiếng cười của mụ phù thủy giòn giả. Và xin mời Đông Nghi mở phong bì của bạn. 20 giây dành cho bạn, bắt đầu. Và xin mời đáp án của Đông Nghi. Đểu đẳng. Bạn có thể giải thích từ đểu đẳng này không? Tại vì từ gốc của em là đều đanh ấy. Xong là em cũng không biết là cho cái gì cho phù hợp. Em nghĩ là chắc có vẻ là đểu mà ta thêm âm lấy, đểu đẳng. Có một cái từ mà nó dễ nhìn ra liền, đó là đều đặng. Mà đều đặng. Mà bạn nhìn ra cái từ vậy? Khó vậy ha. Bây giờ mời bạn tiếp câu chuyện đó với từ đểu đẳng. Anh Sang cảm thấy mụ thật đều đặng. À, vị trí thứ 3 là của ai vậy ạ? Dạ anh Bá Thắng. Anh Thắng ạ. À. Và xin mời anh mở phong bì ạ.
20 giây dành cho anh bắt đầu. Xin mời anh đọc đáp án. Hành lang. Hành lang. Nối tiếp câu chuyện của Đông Nghi đưa ra. Lúc đó tiếng gió rít nơi hành lang, làm sang chạy té khói. Và xin mời Hồng Vân. 20 giây dành cho bạn bắt đầu. Xin mời đáp án. Hiện tượng. Hiện tượng. Và nối tiếp câu chuyện là chạy té khói ra ngoài hành lang. Hóa ra từ nãy giờ đó chỉ là một hiện tượng nằm trong giấc mơ của anh. Rồi, kết. Và với lượt đầu tiên là của anh Nam Cường với từ giòn giã. Và với cách đặt câu này không đúng ngữ cảnh cho nên là không được ban cố vấn chấp nhận, anh bị trừ 1 điểm. Và từ tiếp theo đó là của Đông Nghi, bạn ghi là đểu đảng. Thì cái từ này hoàn toàn không có nghĩa, dẫn đến là đặt câu cũng bị sai. Và bạn cũng bị trừ 1 điểm. Và lượt thứ ba đó là lượt của anh Bá Thắng với từ hành lang. Và từ này được chấp nhận, tuy nhiên câu chuyện của anh đưa ra không được ban cố vấn chấp nhận, anh bị trừ 1 điểm. Với lượt cuối cùng của Hồng Vân với từ hiện tượng thì câu chuyện của bạn được ban cố vấn chấp nhận, bạn được bảo toàn số điểm. Xin chúc mừng. Chúng ta hãy cùng lắng nghe ý kiến của ban cố vấn ngôn ngữ các bạn nhé. Với câu văn sử dụng từ giòn giã của Nam Cường thì chúng ta không chấp nhận được, vì tiếng cười chỉ có thể nghe thấy chứ không thể nhìn thấy được. Với từ đểu đẳng của Đông Nghi đưa ra thì mình thấy rằng trong cái từ này nó không có trong từ điển tiếng Việt và cũng không có ý nghĩa. Và đúng ra phải thêm vào là cái từ đều đặn thì mới có ý nghĩa các bạn nha. Chính vì cái việc mà mình bỏ sai dấu như vậy đã dẫn đến cái câu nó không có đúng nữa. Từ hành lang trong cái câu của bạn Bá Thắng á, thì chúng ta sẽ không có chấp nhận, bởi vì cái ý chuyển của câu này nó quá đột ngột đi. Như vậy thì chúng ta chốt lại là chúng ta sẽ không chấp nhận ba cái phương án là hành lang, đều đặn và giòn giả các bạn nha. Lượt đầu tiên là mình đã hiểu rõ rồi đúng không nào? Thì bây giờ không biết là lượt tiếp theo mình có muốn đổi vị trí lại không anh Thắng ha? À, anh sẽ người đầu tiên. Thắng là người đầu tiên ạ. Sau rồi đến con bé hiện tượng bên kia. Hồng Vân ạ. Rồi đến Nam Cường. Nam Cường. Rồi cho con bé mà kỳ khó khăn này nó sẽ kết lại câu cuối chuyện. Cuối cùng. Vâng. Và lượt tiếp theo. Xin mời các bạn cùng lên bốc thăm ạ. Và với lượt đầu tiên, xin mời anh Bá Thắng mở phong bì của mình. 20 giây dành cho anh bắt đầu. Xin mời đáp án. Anh nghĩ nó sẽ là từ nghèo ngặt. Nghèo ngặt. Và câu chuyện mà chương trình đưa ra như sau. Trên đường đi học về, Liễu nhìn thấy người đàn ông lạ mặt chở chị Thúy. Gương mặt ông ấy nghèo ngặt và đăm chiêu. Và xin mời lượt tiếp theo, Hồng Vân. 20 giây dành cho bạn bắt đầu. Và mời bạn đọc đáp án của mình. Dạ, đáp án của em là thế chấp. Thế chấp. Nối tiếp gương mặt nghèo ngặt và đăm chiêu nào. Bởi vì ông ấy vừa mới thế chấp căn nhà của mình. Rồi, hay quá. Và xin mời anh Nam Cường ở vị trí tiếp theo. 20 giây dành cho anh bắt đầu. Và xin mời anh đọc đáp án của mình. Sợ sệt. Sợ sệt. Vâng, và nối tiếp câu chuyện của Hồng Vân. Chị Thúy ngồi phía sau xe, gương mặt sợ sệt vì trong túi đang đựng 10 tỷ đồng. Vâng, và xin mời Đông Nghi hãy kết câu chuyện ở đây ạ. 20 giây dành cho bạn bắt đầu. Mời bạn đọc đáp án. Từ khóa của em là kích cỡ. Kích cỡ. Và kết luôn câu chuyện nha.
Chị Thúy yêu cầu người đàn ông chở đến tiệm bán túi xách mua một túi có kích cỡ lớn để đựng tiền. Rồi, đầu tiên chúng ta được bắt đầu bởi anh Bá Thắng với từ là nghèo ngặt. Và từ nghèo ngặt này khi mà đặt câu không sử dụng đúng ngữ cảnh, cho nên là ban cố vấn trừ anh một điểm. Và lượt thứ hai, từ của Hồng Vân đó là từ thế chấp, được ban cố vấn chấp nhận, bạn được bảo toàn số điểm. Và từ thứ ba đó là từ của anh Nam Cường với từ sợ sệt. Và từ này đặt câu không đúng ngữ cảnh, ban cố vấn trừ một điểm. Từ cuối cùng đó là từ kích cỡ của Đông Nghi, bạn đặt câu không đúng ngữ cảnh, ban cố vấn trừ bạn một điểm. Chúng ta hãy cùng lắng nghe ý kiến của ban cố vấn ngôn ngữ các bạn nhé. Cái câu mà chị Thúy nhìn thấy cái gương mặt ông ấy nghèo ngặt và đăm chiêu á, và bản thân cái câu này cũng là một câu nói chuyện ý rất đột ngột. Bởi vì cái ý đầu tiên là đang nói về Liễu nhìn thấy người đàn ông, đúng không ạ? Bây giờ thì sao chị Thúy là bất ngờ quá, nó không hợp lý. Câu thứ ba, ý chuyển vừa đột ngột mà hơi phi lý ở một chỗ là với số tiền 10 tỷ đồng, dù có sử dụng ngoại tệ thì cũng cần rất nhiều cái tờ tiền. Như vậy thì nó sẽ không có phù hợp với cái tình huống này. Câu thứ tư, thì khi mà ghi là chị Thúy yêu cầu người đàn ông chờ đến tiệm bán túi sách để lựa một chiếc túi sách có kích cỡ để mang về á, thì cái câu này nó thiếu cái thông tin. Như ta biết là kích cỡ á, nó liên quan đến kích thước và số đo, được phân từ nhỏ đến lớn. Như vậy thì cái thông tin về kích cỡ là không có, do vậy cái câu 4 này ta cũng loại. Vâng, và bây giờ lượt cuối cùng thì anh Bá Thắng có đổi vị trí không ạ? Hay là vẫn giữ nguyên? Anh đổi vị trí một tí xíu. Hồng Vân, mở màn. Vâng. Cho bé này lên luôn đi ha. Đồng nghi. Rồi, Cường em chưa kết đúng không? Em chưa. Thế thôi, em người tiếp theo và anh kết. Ok, xong. Rồi. Rồi, xin mời. Và với lượt đầu tiên, xin mời Hồng Vân mở phong bì của mình. 20 giây dành cho bạn bắt đầu. Xin mời bạn đọc đáp án. Dạ, đáp án của em là đóng kịch. Đóng kịch. Và câu chuyện mở đầu của chương trình như sau. Chiều thứ sáu, Nhi hay vào căn nhà hoang và ngồi thơ thẩn một mình. Nhi tập luyện mọi biểu cảm để xem mình có tự đóng kịch được hay không. Và xin mời Đông Nghi. 20 giây dành cho bạn bắt đầu. Mời bạn đọc đáp án. Dạ, đáp án của em là kịch tính. À, bây giờ nói tiếp câu chuyện nè. Bởi vì cô muốn vào một vai diễn kịch tính để thi vào trường sân khấu. Rồi, chốt. Và xin mời Nam Cường. 20 giây dành cho anh bắt đầu. Và xin mời anh đọc đáp án. Rình mò. Rình mò. Bây giờ tiếp với câu chuyện vào trường sân khấu. Vào lúc đó ở phía ngoài cửa sổ, Hùng đang rình mò nhìn Nhi đang tập luyện bên trong căn nhà. Là có thêm nhân vật Hùng xuất hiện rồi. Và xin mời anh Bá Thắng. 20 giây dành cho anh bắt đầu. Và xin mời anh đọc đáp án. Ghen tị. Ghen tị. Sẵn tính ghen tị vì biết ba mẹ Nhi không cho cô thi vào trường sân khấu, Hùng đã về mách lẻo lại với họ về chuyện này. Rồi. Và với lượt cuối cùng được bắt đầu bởi Hồng Vân với từ đó là đóng kịch. Từ này được ban cố vấn chấp nhận. Và từ tiếp theo của Đông Nghi đó là từ kịch tính. Cách đặt câu của bạn thì có vẻ là không đúng ngữ cảnh rồi, cho nên là ban cố vấn cũng trừ bạn một điểm. Từ tiếp theo đó là từ của anh Nam Cường với từ rình mò, được chấp nhận, xin chúc mừng. Từ cuối cùng là từ ghen tị của anh Bá Thắng, cách đặt câu được chấp nhận, xin chúc mừng. Bây
giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe đáp án mà ban cố vấn ngôn ngữ đưa ra các bạn nhé. Cái câu 2, khi mà người chơi sử dụng cái từ kịch tính mà đặt câu, cái câu là bởi vì cô muốn một vai diễn kịch tính để thi vào trường sân khấu nó không có hợp lý. Cái kịch tính á, nó diễn tả một cái điều gì đó, nó thể hiện những cái mâu thuẫn, những xung đột rất là dữ dội. Và thường cái kịch tính này người ta thường nói đến cái diễn biến một sự việc nào đó, chứ còn vai diễn kịch tính thì nó không phù hợp, do đó câu 2 chúng ta không chấp nhận. Và qua cả 3 lượt chơi vừa rồi thì tổng kết số điểm còn lại của các bạn như sau. Số điểm của anh Bá Thắng còn lại là 6 điểm. Đồng Nghi, bạn còn lại số điểm là 4 điểm. Và số điểm còn lại của anh Nam Cường là 6 điểm. Và Hồng Vân, số điểm còn lại của bạn là 6 điểm. Và chương trình của chúng ta cũng có một giải thưởng đặc biệt, đó là giải thưởng Người Hùng Ngôn Ngữ. Tuy nhiên là bây giờ là tới 3 người có số điểm bằng nhau, đó là 6 điểm. Cho nên là bây giờ phải có một câu hỏi phụ để tìm ra được Người Hùng Ngôn Ngữ của chúng ta nhé. Và câu hỏi phụ dành cho ba bạn như sau. Đọc câu thành ngữ bị đảo lộn trật tự các từ: A. Thọc. B. Đâm. C. Bị thóc. D. Bị gạo. 20 giây bắt đầu. Hết giờ. Mời anh Bá Thắng đọc đáp án ạ. Thọc bị thóc, đâm bị gạo. Và xin mời anh Nam Cường. Đâm bị thóc, thọc bị gạo. Đâm bị thóc, thọc bị gạo. Hồng Vân. Của em là thọc bị gạo, đâm bị thóc. Ba người ba cái luôn. Và danh hiệu Người Hùng Ngôn Ngữ của chúng ta đó chính là, đó chính là đó chính là ca sĩ Nam Cường. Chúc mừng anh. Và câu chính xác đó chính là đâm bị thóc, thọc bị gạo. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với vòng thi cuối cùng được mang tên của chương trình, đó chính là thử thách bất ngờ. Chào mừng các bạn đang đến với vòng thi được mang tên thử thách bất ngờ. Vòng 4 có tên thử thách bất ngờ, có 3 từ ngữ. Người chơi phải giải nghĩa đoán từ. Người thứ nhất và người thứ hai đứng đối diện nhau, có nhiệm vụ gợi ý từ ngữ. Thời gian là 20 giây. Người thứ ba đứng vị trí quay lưng lại, có nhiệm vụ đoán từ ngữ và diễn tả cho người thứ tư với thời gian là 20 giây. Người thứ tư phải viết lại từ ngữ của chương trình cho đúng chính tả với thời gian cũng là 20 giây. Tổng thời gian cho mỗi từ ngữ là 60 giây. Nếu đúng được từ số 1 là 10 triệu đồng, từ ngữ số 2 cũng là 10 triệu đồng, từ ngữ số 3 10 triệu đồng. Nhưng nếu bạn đúng cả 3 từ ngữ thì sẽ được thêm 10 triệu đồng. Như vậy tổng giải thưởng của vòng 4 lên đến 40 triệu đồng. Và 3 vòng vừa rồi thì chúng ta đều là những gọi là đối thủ với nhau đúng không nào? Nhưng mà với vòng thi cuối cùng này thì mình phải hợp sức lại, đoàn kết lại với nhau để trở thành đồng đội. Bây giờ thì chúng ta sẽ cảm nhận cái thế mạnh của mình là ở vị trí nào. Và các bạn hãy cùng thảo luận để tìm ra vị trí nha. Bé là đứng giữa. Cô bé mùi đồng đứng giữa. Rồi, số 1, số 2 là cho anh Thắng với bé Bông. Rồi. Ha, tôi sẽ ở cuối cho. Rồi, okay. Xin mời các bạn. Và xin mời anh Nam Cường đeo tai phone vào ạ. Bây giờ mình nghe nhạc nha. Mình sẽ không nghe được ở dưới nói gì hết. Và từ chương trình đưa ra đó chính là 20 giây dành cho các bạn bắt đầu. Xin mời Nghi. Đồng nghĩa với chóng mặt. Thiếu máu sẽ dẫn đến cái tình trạng này. Đồng nghĩa với say sẩm. Đi ngoài đường xong cái cảm giác bị ngã ra. Nghi. Hai từ ghép. Giữa trưa nắng chúng ta ngồi lên đứng xuống dễ bị. Nghi. Nhưng mà đọc có âm giống nhau. Đứng lên ngồi xuống sẽ bị. Hết giờ. Chóng mặt. Rồi, 20 giây dành cho Vân bắt đầu. Đi nắng
cảm thấy mình bị... Nhanh lên, nhanh lên. Đứng lên, ngồi xuống. Bị gì? Say tàu, say xe. Cảm giác nhận một tin dữ. Say tàu, say xe. Cảm thấy đi nắng. Cảm giác mình bị... Hết giờ. Và 20 giây dành cho Nam Cường bắt đầu. Hết giờ. Và từ đầu tiên mà chương trình đưa ra đó chính là đồng nghĩa với chóng mặt. Thiếu máu sẽ dẫn đến cái tình trạng này. Đồng nghĩa với say sẩm. Đi ngoài đường xong cái cảm giác bị ngã ra. Và từ đầu tiên mà chương trình đưa ra đó chính là choáng váng. Và xin chúc mừng các bạn đã nhận được 10 triệu của chương trình. Bây giờ lượt thứ hai thì chúng ta có muốn đổi vị trí không nào? Anh muốn đổi không? Anh với em? Sao cũng được. Anh với em đi ha. Ok, okay. Rồi. Rồi, xin mời đổi vị trí ạ. Và với lượt thứ hai thì chúng ta có sự thay đổi ở vị trí số 2 và số 4. Và xin mời anh Bá Thắng đeo tai nghe ạ. Và từ thứ hai mà chương trình đưa ra đó chính là 20 giây dành cho các bạn bắt đầu. Từ lấy. Cái này dành cho con gái là nhiều. Đồng nghĩa với điệu đà. Nó cứ ổng ẹo, ổng ẹo. Anh Cường. Cứ ổng ẹo nhún nhảy này kia á. Cái từ đầu tiên giống nhau. Ra vẻ gì, nói năng ra vẻ gì đó. Ra vẻ chảnh chọe một tí, điệu đà. Hết giờ. Có dấu hỏi. Xin mời Hồng Vân, bạn có 20 giây để truyền tải cho anh Bá Thắng. 20 giây bắt đầu. Con gái điệu đà thường thì sao nào? Con gái nhẹ nhàng đồng nghĩa với lại dịu dàng. Nhẹ nhàng. Con gái hay cảm thấy là ngại ngùng. Vì gì? Nó là từ lấy. Hết giờ. Và xin mời anh Bá Thắng có 20 giây. Hết giờ. Vân ơi, Vân diễn tả từ gì vậy? Em diễn tả nó là hai từ lộn là bánh bèo với lại bẽn lẽn. Bánh bèo và bẽn lẽn. Và từ mà chương trình đưa ra đó chính là đỏng đảnh. Và với từ đỏng đảnh này thì các bạn đã mất 10 triệu đồng. Rất tiếc. Và lượt cuối cùng đây ạ. Đổ phong thủy lại đi. Nghĩ ông, em nghĩ anh Cường đứng chỗ của Vân đi. Chốt, rồi rồi, bẻ vô đây đi. Nghi lên đây đi, bây giờ em xuống đây với anh Bá Thắng nè. Bây giờ thì lượt cuối cùng. Chúng ta có sự thay đổi vị trí. Và 20 giây dành cho Hồng Vân và Bá Thắng. Bắt đầu. Đồng nghĩa với kiêu kỳ. Một mình một cõi. Xưng vương. Kỹ như là vô là vào vô một cái chỗ đó là phải ngồi chỗ đẹp. Muốn làm bá chủ bá tước một cái khu đó. Mọi người phải phục vụ mình. Ngồi oai phong lẫm liệt. Hai từ đầu giống nhau. Từ lấy nha. Bước vô nhà. Ngồi xuống. Hết giờ. Và xin mời phòng máy ngắt nhạc ạ. Và anh Cường ơi, đến lượt của mình rồi. 20 giây dành cho Đồng Nghi. Bắt đầu. Đồng nghĩa kiêu kỳ, chảnh chọe, phong thái, oai nghiêm. Một mình một cõi. Lãnh đạo. Bước vào nhà. Gì đó. Từ đầu là từ gì? Hai âm đầu là từ lấy. Hai âm đầu từ lấy. Hết giờ. Và 20 giây dành cho Nam Cường. Bắt đầu. Chúng ta vẫn còn thời gian nha. Tại vì nếu mà sai chính tả thì chúng ta sẽ không công nhận kết quả. Hết giờ. Yeah. Và hồi nãy bạn diễn tả từ gì vậy Nghi? Em cũng nghĩ là từ chểm chệ, nhưng mà em không biết là chểm chệ hay chểm chệ.
Nhưng mà cái từ nào mà anh nghĩ là từ chểm chệ? À, cái phong thái, oai phong, rồi bước vào một cái vị trí gì đó, đó là từ ra cái từ chểm chệ. Nhưng mà chểm chệ hay là chiểm chệ đây? Chểm chắc. Chiểm là gì không hiểu luôn. Đó. Em ở vị trí này là lơ mơ là sai rồi nha. Và từ chương trình đưa ra đó chính là chểm chệ. Chểm chệ. Và xin chúc mừng các bạn đã mang về thêm 10 triệu đồng. Chúng ta đã trải qua 4 vòng thi rồi, không biết bây giờ cảm giác của 4 người chơi của chúng ta như thế nào ạ? Với bản thân Nam Cường thì qua cái chương trình này xong ấy, Cường có một cái điều mà Cường muốn nhắn gửi đến đặc biệt các bạn trẻ. Bởi vì bây giờ mạng xã hội ngày càng gặp phát triển, cũng như là chúng ta ở thời đại 4.0, chúng ta thường là xài một vài cái ngôn ngữ nó thuộc về cái thế hệ của 2000 trở đi. Không, cái đó không có xấu nha, cái đó không có xấu, mọi người vẫn xài được, nó chỉ là vui với nhau. Nhưng Cường khuyến khích là mọi người tìm hiểu thêm về văn hóa đọc, cũng như là mình viết nhiều hơn, đặc biệt là viết nhật ký, để mình có thể là giữ được cái thói quen là không sai chính tả, cũng như là hiểu được câu cú như thế nào. Còn Đông Nghi, em rất là hãnh diện tại vì mình là người Việt Nam, mình được học tiếng Việt Nam, nhưng mà thật sự luôn tiếng Việt rất khó. Thì hôm nay là quá nhiều bài học cho em luôn. Và cái việc để dùng từ đó sao cho hợp lý và đúng ngữ cảnh của nó như thế nào giúp cho em được rất nhiều bài học trong cái việc mà mình sẽ giao tiếp sau này. Có nghĩa là qua chương trình bình thường thì mọi người sẽ trau dồi văn viết nhiều hơn, nhưng mà riêng với Đông Nghi là cũng phải về tập lại văn nói và cả văn viết luôn nha. Ngày hôm nay qua 4 vòng thi thì anh Nam Cường đã xuất sắc giành được danh hiệu là Người Hùng Ngôn Ngữ. Và phần quà dành cho anh đó chính là kỷ niệm chương 5 triệu đồng của chương trình, cùng với quà tặng của nhà tài trợ vali, ba lô, túi sách cao cấp Sharkos và cả một biệt đồ của chúng ta. Đây là phần quà dành cho mọi người vì mọi người đã xuất sắc giành được 20 triệu đồng từ vòng cuối cùng. Và xin được hẹn gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Thử Thách Bất Ngờ lần sau, được phát sóng vào lúc 21:15 tối thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV9. Xin được cảm ơn nhãn hàng vali, ba lô, túi sách cao cấp Sharkos đã luôn đồng hành cùng chúng tôi. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Truyền thông Bi thực hiện. Tường Vi xin chào và hẹn gặp lại. Sarcos, wherever you go. Sarcos, thương hiệu vali, ba lô, túi xách cao cấp từ Mỹ.